Sao mày về giờ này là nào? Hôm nay khu du lịch vắng khách lắm, chả có ma nào mua hàng cả. Mày phải chịu khó mai phục ở đấy đi chứ. Nhỡ đột xuất có cái đoàn khách 100 người thì sao? Nắng lắm, tao không chịu được. Mày đúng là công tử bột. Khổ một tí đã kêu với ca rồi. Tôi chịu khó quay lại đấy đi. Lát nấu cơm xong tao mang ra cho. Bây giờ trời có sập xuống tao cũng không đi. Để chiều mát thì tao ra. Alo Nhung à? Ừ anh đây. Đi đâu hả em? Ừ, làm gì đấy? Ngay bây giờ nhá. Ừ, đúng rồi. Tao đi. Dơ, đi đâu đấy? Em Nhung gọi nhờ chở đi giao hàng với cả đưa em đi chợ. Thế xe máy đâu mà chở? Xe của em Nhung luôn mà. Này, dạo này tao thấy là con Nhung hay gọi cho mày lắm đấy nhá. Có tình ý gì không đấy? Vớ vẩn, tình ý gì? Không tình ý gì. Thế sao nhờ làm xe ôm nhiều thế? Tao nợ em Nhung hơi bị nhiều ấy. Vụ mà đánh nhau xong đập phá quán, xong rồi em ý lại giúp tao trong vụ bị lừa tình ấy. Ở đời phải có đi có lại với nhau chứ. Thôi, không phải lý do lý chấu đó. Tôi nhìn cái mặt ông lúc nghe điện thoại của nó là hớn cứ như là chó gặm xương. Thế tao đi đây. Ừ. Sao mà trời sập không đi đâu? Đấy là bán hàng. Bố cái thằng khổ vì gái. Bố tao bỏ ra. Ai bỏ cô ấy ra? Mẹ thằng nào? Tao là thằng vốn không thích dây dưa vào chuyện của người khác, nhưng mày làm cái trò đốn bạt như thế là không được đâu. Việc của mẹ thằng chó. Mày làm sao? Thôi. Mày thích chó mổ việc người khác không? Thôi. Thích gì? Hả? Mày như nào? Anh không. Mày làm sao? Anh không ơi. Anh xin anh. Anh không. Chúng mày chó cậy cũng làng đúng không? Con kia, mày chưa xong với bố mày đâu. Có sao không? Về không? Tôi đưa về. Anh Hưng! Chuyện lúc nãy anh nghe thấy hết rồi đúng không? Không phải như nó nói đâu, em với nó chưa? Tôi không quan tâm. Em nói đeo làm chó, em thề. Không cần phải thề. Mà có thấy thật đi chăng nữa thì cũng đã làm sao nào? Anh nghĩ như thế thật ạ? Thật hay không thì tôi cũng không quan tâm mà. Cô nghĩ lại chưa? Nghĩ cái gì? Thì tôi đưa cô về. Không, em tự đi về. Tùy nhé. Màu son của em xinh mà. Đây, em dùng màu này nhá. Để em test cho mọi người xem. Đây là em đánh một lớp này. Bây giờ em sẽ đánh thêm một lớp nữa để mọi người xem là nó có bị dày không nhá. Đấy, mọi người thấy không? Không hề dày, không lộ vân môi. Mở mua chùm chín như thế này thì trông có đáng yêu hơn các chị em. Đấy, mọi người thấy không? Cái màu son này sẽ rất là hợp để mọi người có thể là trang điểm hàng ngày này, hoặc là đi học này, hoặc đi chơi. Đại loại là tính ứng dụng rất là cao. Lau nước dãi đi. Mọi người có thể...
Sao đấy? Xấu hổ à? Xấu hổ gì? Ừ. Sao mồm bảo là chỉ chở em Nhung đi ship hàng, giờ ngồi đần thối là thế. Yêu rồi? Yêu gì? Từ đã bảo cái này ra. Bỏ ra đâu? Từ bảo ra. Bỏ từ ra bình tĩnh. Bỏ ra. Từ. Nó đã như thế rồi, vẫn còn muốn dây dưa à? Em dây dưa đâu, nó đứng đây chặn đường em ấy chứ. Tôi đi đây. Anh Hùng. Cảm ơn anh. Có gì đâu mà cảm ơn, tôi tình cờ đi qua thôi. Anh. Anh có nghĩ xấu về em không đấy? Hâm. Thế có đi luôn không? Lên tôi chở. Có. Thôi. Sao? Chỗ đâu mà ngồi? À ừ. Này, chờ tôi. Tôi đi cùng cô. Nhớ thằng kia nó quay lại. Mồm mà bầm đấy. Anh biết anh Hưng quyết định vào Nam làm ăn đúng không? Ừ. Thế nó quyết như nào thì biết thế. Vào trong đấy lạ nước lạ cái, chắc gì đã ngon ăn. Rồi cả ba chén nữa, nhớ bà ốm thì lấy ai chăm? Gớm, cái đấy nó tính hết cả rồi, không cần em phải lo hộ. Em thật không thể hiểu được, sao anh bình thản thế nhở? Anh phải khuyên bạn anh đi chứ. Đang yên ổn tự nhiên lại bỏ đi tít tận đầu tận đâu ấy. Nó có làm gì sai trái đâu mà khuyên. Anh hỏi em nhé, ở cái làng này thanh niên 100 thằng thì đến 97 thằng đi làm ăn xa. Còn đúng 3 thằng ở lại là bọn anh đây này. Không đi làm gì mới là có vấn đề. Thế Thành bỏ làng đi hết à? Mà chính các anh bảo là làm xà phòng để phát triển quê hương còn gì. Mới làm được 3, 7, 21 ngày đã bỏ đi. Hóa ra là nói xét à? Ừ. Cái này. Thế rốt cuộc là em muốn cái gì đấy hả? Tự dưng em đến xỉ vả anh về cái chuyện thằng Hưng đi làm là thế nào? Tóm lại là anh bảo anh ý ở lại đi. Đừng có mà hâm. Này, anh thấy em là có vẻ sợ khi mà thằng Hưng đi làm xa đấy nhỉ? Đâu? Anh Hưng đang chạy ship cho em, tự nhiên lại nghỉ. Ai trả lộn ruột? Con này, hôm nay hơi bị lạ đấy.